Trang, coi anh phá đảo lại cái game này cho em coi nè. Dạ. Cái cây đâu rồi? Thiệt á, trên phòng có chỗ nằm không có. Kéo ghế xuống đây gần coi tôi có chơi gái không. Bó tay thì không biết ai spoil tôi ngồi tôi chơi gái nữa. Trời ơi, chị mơ bị gọi là hạn chế sự sáng tạo. Ê à, cái chân hôi quá. Thôi thiệt, không một tình yêu. Nào. Thấy gì giống không? Dơ quá. Để em anh phá đảo cái game này cho em. Người ta bảo yêu nhau là yêu hết cơ thể đối phương đúng không? Clear hun chân chúc trang đe ấy. Cảm ơn xí nha. Trời ơi, cái gì mà bà xuống lại vậy xí. Má tủ, má tủ, má tủ. Má tủ. Anh có phải riết Nguyễn nha. Thương anh mà, nhưng thương chị Trúc Trang hơn vì anh gái gú làm chị buồn mít. Trời mặt mếu. Anh có đâu em, người ta đồn vậy thôi chứ quan trọng là em tin anh đúng không? Ủa, nhảy mà. Chạy nhanh quá ta. Hay. Đi mày. Không được tấm 1. Tấm 8 à. Tấm 8. Ui cái skin dễ thương vậy. Mà sao mày không chạy đi, mày làm gì vậy? Cái lùm mía, dịch học on xa người yêu có mỗi chủ nhật rảnh vào coi stream cho đỡ xì chết mà ăn cơm chó khang. Anh có thật không nha. Trời ơi. Cơm này có phải cơm chó đâu. Tôi có muốn đâu anh em thấy không, tôi có muốn đâu. Tại cái bà Trúc Trang chứ bộ. Trời ơi là trời. Trời ơi. Chơi. Sợ quê. Có cái màn 1 chơi hoài không qua mà tôi chơi á thì cà khịa. Anh chơi dở quá. Anh chơi gà quá. Lắc cam. Em đá vô cam mà chơi. Ơi Tây Thi ơi. Tây Thi ơi, lát nữa vô đua xe Tây Thi. Quên nào, quên tôi bắn giải à. Chút đi. À quên tôi quên nữa. Bà ôi nãy ôi giờ ôi. Bà xúi tôi hung chân Trúc Trang hoài vậy. Vậy hung chưa hung hả? Chưa hung là chưa không yêu rồi. Bao nhiêu năm rồi? 10 năm mà không hung chân người ta. Vậy là yêu à. Trời dịch còn bị chia tay mất bồ nè ai. Rồi con chó của A đỡ buồn ám mặt mếu. Sina, nếu mà em có người yêu em có dám hung chân người yêu không? Liếm chân luôn cũng được. Đó. Sina ơi. Đùa quá trời đó vậy Sina. Liếm cái chân cũng được, nó nói gì là hôn. Thấy chưa? Yêu người ta mấy năm trời rồi. Ừ. Bà xíu mà làm tôi mới tập trung. Ở mấy giờ bà cánh giải hay bà bắn? Tôi bắn luôn. Căng vậy? Căng không? Bữa nghe tôi thấy bà gì tấm 1 mà đúng không? Ừ, nhất cái nắp. Ghê vậy. Giờ đang tới 8. Giờ coi làm chút có động lực, hai người chút có động lực vô tới màu ai. Nhớ. Thử mày đi. Rồi, chúc chị được nhiều kêu, vô được tới 1 nha. Đứng đi đi đi. Đâu quản. Vô thử đi. Chê dữ mà thử đi. Đây, em cầm chuột, anh cầm bàn phím.
đó. Cảm ơn nha, cảm ơn Sino nha. Trời ơi, cái gì vậy? Hello, em là chị Trúc Trang. Trời ơi, Trúc Trang bằng hay là nhỏ tuổi bà mà chào chị dữ vậy? Trúc Trang sinh năm nhiêu? Hả, bà nói gì? Trúc Trang sinh năm nhiêu? 91. Ây da, đụng quá. Trời ơi, mà bà chào chị em, ý ghê thiệt. Em 92, đúng rồi. Trời ơi, chuẩn luôn á. Nè, dạo này, trời ơi, dạo này như kiểu cứ thù hằn mình sao ấy. Có đâu dễ. Gặp về cứ thế đòi đấm mình thôi. Có đâu, đừng đó. Đừng yêu à? Đừng yêu đó. Ui, cái màn này khó à. Ok, đi bên nào, em đi bên nào. Em thì game gì cũng được, miễn cho em slot là được rồi. Nhưng mà tí nữa vào phải cố giành nhất nhá. Em chiến ly chuột lên. Xíu thương xe hả? Bên kia bên... giờ mới ngủ dậy chưa gì hết. Tương xe nữa sao kịp ta. Em chọn nữa. Thẳng luôn. Phải. Rồi, thẳng luôn. Rồi, ok. Anh yêu thương quá chứ nào. Cái gì đây? Trời chật rồi. Bibi mọi người. Cái gì vậy? Ok, Bibi bạn. Đi. Hay quá. Rồi. Thẳng luôn. Em nhắm chuột phải là đu luôn á nha. Bye bye mọi người nha. Đi ăn đây. Đó, ok, đi ăn đi, xong tí vô nha. Okay. Đi đường nào cũng được, đi đường đó, đường tắt, đường này, đường bình thường. Rồi, thẳng luôn, nhảy luôn, nhảy lên. Trời ơi, rồi, đi luôn. Thẳng lên luôn. Đúng rồi. Rồi, thẳng lên đó, đúng rồi. Rồi qua phải, bẻ qua phải. Nhấp. Ồ, rồi đi vô. Đúng rồi. Người ta như vậy mà ngày nào stream cũng xem gái về sao bự, đờ sao bự. Cái gì vậy Phan Ngược? Tôi coi gì anh em à? Tôi coi chiều anh em. Mà qua bên YouTube thì coi không được anh em ơi, bị bản quyền. Em chơi gà quá à. Anh có chiến anh nha. Làm sao mà chị Ti Ti đu theo anh quài không buông ra vậy trời. Ờ, Trúc Trang trên phòng có, không chịu. Về xuống đây, ngã cái ghế ra, nằm ngủ cho bằng được. Nè, đắp cái, đem theo cái mền nữa chứ. Đem theo cái mền chùm để ngủ nữa chứ. Trời ơi. Trời ơi. Muốn không? Muốn. Lên lầu nha. Lên rồi, lên tôi ngồi với ai. Ghiền hơi tôi. Không. Chú Trang nghe em vì cái bộ lâm đánh tôi đẹp mà. Nè con anh à, có muốn thử không hay là con anh học hỏi nè. Anh đi tới màn 5 cho em coi. Dạ anh đi tới màn 5 đi, em thua anh 1 triệu. Ghê. Còn anh không đi tới anh thua em, anh thua em 5 triệu. Ghê vậy. Trời. Thôi em mới nếu chia tay à tha e xíu chứ tình quài vậy tê tê. Rồi. Cảm ơn Chí Nguyễn nha em. Nha. Ok. Cái gì coi canh anh Liên ngủ rồi cạo lông nách đi chị Trang ơi. Xuống gì mà xuống lông nách em, cạo lông nách nó ngứa lắm. Hồi đợt anh cạo láng luôn. Ui mọi người mới 2-3 ngày nó ra li ti li chi chùm nhỏ nhỏ nó đâm vô nách. Hồi nào? Hả? Hồi nào? Hồi 2014. Lâu rồi hả? Ờ. Chứ con nhỏ nào có con nhỏ nào cạo cho anh đâu. Nhỏ này sao? Đâu, nhỏ này căng vậy. Nó đụng má, nó vô nhầm sai chỗ mới ghê chứ. Ước gì cậu bên phải mới là cửa thiệt. Này nhìn ngứa mắt quá. Bên này nè. Trời ơi, tôi cảm ơn anh em nào vừa đón nách tôi nha. Bên trái. À đâu, bên phải. Bên đây nè. Tôi cảm ơn anh em nào mới đồ đánh nha. Xin lỗi vì tôi nhìn không kịp.
có 3 lần nữa mà, ý là anh được 3 mạng nữa mà, nếu mà anh thua được 3 mạng. Ok, tới tới mạng thứ 5. Tới mạng cuối cùng. Đi qua là phải qua được 3 vòng. Sao cái mặt em mờ tái mét vậy clear? Mấy nháy R. Trời ơi. Chú nó sùng nó điên không? Còn 2 mạng nha. 2 mạng. Tôi phải gán 1 triệu mới được. Á, à, cho ngồi ghế này nè anh em ơi, tôi phải ngồi ghế game thủ. Cay nha. Lấy món của ngu. Thương cậu ba quá. Cứ thương cậu ba không mà không thương tôi à. À thì chứ không lẽ cuộc đời tôi không bao giờ qua được màn 1 hết trời. Hồi xưa tôi chơi với anh ba tôi nhớ tôi chơi hay lắm mà. Chơi tới màn 5 luôn, anh em nhớ cái màn mà đi vòng mà kiểu nó rớt xuống không? Tôi chơi tới màn đó luôn mà. À rồi. Lại cái màn này nữa. Màn này cũng khó luôn á. Con ngồi ghế game thủ chơi khác biệt liền luôn nè Trang. Mặc cho anh dán nào chưa? Chưa, mấy dán hai nè. Đừng có chen. Ghê không? Ai. Lấy món đây này nhá. Cái gì mẹ? Tôi quá, từ giọng nói đến cử chỉ khác mỗi cái mặt. Cảm ơn Bi nha, nhìn Trúc Trang giống người cũ của tôi quá. Từ giọng nói cử chỉ nhìn khác mỗi cái mặt. Gơm qua màn 2, chuẩn bị mất 1 triệu đi. Mới màn 1, màn 3, nãy anh chết rồi. Thì màn này màn 2 nè. Anh thắng liên tiếp luôn 5 trận. Ờ, thì tới... Ờ, đúng rồi, này là màn 2 đúng không? Được. Anh có 3 mạng, anh mất 1 mạng rồi, anh còn 2 mạng đúng chưa? Đúng rồi. Hồi nãy có chết đâu, lúc em đi flash sao có chết không? Nãy chờ game mà. Anh chị bị đổ dễ cưng. Ghê vậy. Chú muốn lấy 5 triệu của anh về hả? Đủ được. Chết mẹ, cái này là gì ta? Má toàn màn mới không à. Cái này là gì ta? Cô The Full Wonder Strange Show. À qua đây, anh ta alo. Hát lần một. À, cái này là gì anh em? Cái này là gì? Rồi, chọn mà ở cái màu. Hiểu rồi. Nhìn cái màn hình, em nhìn cái màn hình trái gì xong rồi em phải chọn cái trái đó, em biết không? Đừng có đẩy. Ai cũng có phần mà, đừng có đẩy. Căng thầy cái này. Đừng có đẩy. Má, nó cứ đẩy mà ngoài à. Chuối, gớt, đừng có đẩy, năn nỉ. Cái chó khỉ này, cắn khỉ này. Đi ra. Mày đẩy không, hết đẩy không, hết đẩy không. Khỉ nè, khỉ nè, phải không, khỉ nó chứa mặt không. Bên này. Quả mạng, mạng 3,
màn ba. Màn hai ba. Thì xong màn hai qua màn ba. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Mà sao tụi nó nhìn tụi nó biết ta thì bạn mình không biết luôn á. Ôi còn 23 thằng. Chuẩn bị 1 triệu đây. Xin trước 400 rồi đó, còn 3 màn nữa. À, mà tại sao thì mà nó nhìn được ta, tôi nhìn không được. Đừng có bắt lông đánh anh. Anh đang tập trung mà. Cái này là em đang gọi là vi phạm đó nha. Anh đang em đang vi phạm gọi là luật chơi đó. Cái này là gì ta? Massage. Chúa, cái này là gì ta? À, không cho nó lụm cái đuôi mình. Chạy. Dành cái đuôi, nó dành cái đuôi. Không, có mấy thằng, có mấy thằng không. Đứng yên chỗ là tới hoài luôn á. Nó cúng đuôi anh kìa. Nó đang lên đúng không? Ai da. Ui. Thiệt luôn á, tới màn ba luôn rồi. Vô. Anh còn có mạng mày sợ đâu. Vậy là mạng sau, mạng này còn mạng sau nữa hết. Sao đi, còn có mạng cuối cùng nè. Mạng sau. Hồi nãy em đi là nó chết một lần rồi. Không, hồi nãy em đi là chưa chết. Chấp luôn. Gì sao Võ Lâm đi bảy bạch. Trời ơi, tôi có treo Võ Lâm đâu. Làm cái nghiện Võ Lâm lắm. Dạ, anh bỏ Võ Lâm đi. Hả? Không nghiện bỏ đi. Anh bỏ thì bình thường rồi đó, nhưng mà anh còn 140 mấy à, tôi huynh đệ ở trọng nữa. Anh đường đường là anh đường đường là phó ban chủ, anh đâu có bỏ anh em được. Chỉ có mọi người. Chỉ có mọi người bỏ anh thôi. Chỉ có mọi người bỏ anh. Chỉ có mọi người bỏ anh, chứ anh không bỏ mọi người được. Rồi để ta tập trung nè. Cười đi. Nè, tao chặn đường. Ai cho mày lên? Đứng này chặn đường luôn. Ai cho mày lên? Đi xuống. Không, top 20 rồi. Nếu mà vô top 20 rồi. Anh số 23. 23 của Bích Khâm. Một. Ai à, không đỉ nha. Nếu mà anh là đỉ anh cũng còn đỉ đực của em. What the hell? Hai mạng không? Điên. Mạng này mạng nữa. Dọc.
Hai anh em ơi, nãy giờ chết có mạng chứ nhiêu đúng không em? Vô này là gì ta? À ui má căn màu đỏ này đi ghê thiệt á. Bên này nè anh em, đúng rồi, hai đi kinh thiệt luôn á. Anh muốn cho em tiền á. Lên ồ ghê không, ghê không? Đâu ra có cái đó vậy? Nhấp một cái là được. Cố lên Johnny ơi, cố lên Johnny ơi. Johnny làm được. Johnny làm được. Anh game thủ mà chán. Anh là game thủ mà chán. Anh chặn đường. Anh chặn đường. Ơ nó đẩy lại. Mày đẩy không? Mày đẩy không? Mày đẩy không? Nó đẩy không? Nó đẩy anh kìa. Nó đẩy anh kìa. Vọt qua nó bảo anh ngủ ca bật điều hòa hay sao mà chỉ nghe tiếng quạt tay phạch 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 bạch bạch bạch. Nghe thường nha em. Sao không em? Ui con mẹ đứt. Ba áp cao luôn kìa. Mày hai. Anh Lia tệ quá không accept Facebook em. Anh xin lỗi An ơi, anh xin lỗi thật sự luôn. Bây giờ anh chơi xong màn này, anh ra kết bạn em liền. Tại hôm qua anh bị quên. Tại má anh ấp ngay cái giờ gọi là công thành chiến luôn. Mà kiểu cái ngày đó quan trọng nữa. Hôm qua báo với anh em tu đại thắng, giữ được Lâm An. Chào các người ơi, mặt lồn, các người còn nhớ ta không? Cảm ơn thần mặt nha. Không phải đòn, nói thật anh em ơi, tôi bị lộn, à, tôi bị quên. Facebook là gì? An cu bự, với lại thân mặt. Facebook, à Facebook của An á, lát nữa anh mới ra biết được, mất không lát mặt. À, không có làm hả, mất anh mất tập trung nha, mất tập trung không chung đâu á. Thôi, muốn gian kiểu đó nha. Thôi kìa, mất làm lát à. Rồi 7 giờ anh rồi màn này mà. Còn hai mạng anh em. Cái này là cái gì ta? Má cái này là cái gì ta? Đó, đừng mất công anh. Ủa, số con nào vô được kìa. Anh Lia quên Tuấn An chứ không quên Lâm An được. À, anh hiểu rồi. Chui vô mấy vòng. À, anh phải chui 6 vòng. Ê cha. Oh,
À, cái dòng anh đâu rồi? À, đẩy cái thùng lại, đẩy thùng đó, đẩy đẩy đi người đi. Má nhìn anh lia chơi mà tức thiệt chứ mặt cười. Màu đỏ ơi, cứu tao. Kêu là cho thêm mạng không? Giờ mạng cuối không. Hồi nãy kêu là hai mạng, mạng này với mạng nữa. Đúng không? Tối chơi. Đập máy. Không, vậy thì nếu không chơi thì không tính nha. À, không chơi thì không tính nha. Có chơi không? Có chơi không? Có chơi không? Có chơi không? Không chơi là bị thua. Có chơi không? Có chơi. Có chơi. Giờ chơi không chơi thì thua á. Nhưng mà chơi trả. Không, vậy thôi thua rồi. Vậy thua rồi.